Chào mọi người đang xem cái video clip này của Tiến nha. Thì hôm nay mình chia được có một người bạn được mấy con súng bắn đạn bi sắt. Thật sự hàng bi sắt bên mình cũng hết khoảng hơn 10 ngày rồi. Thì tình hình dịch bệnh này đâu anh em biết, là hàng hóa đâu có về được đâu. Hôm nay chia lại được mấy con 7x3 trắng nè, 7x3 đen hả. Thì 7x3 này thì nó cũng bắn đạn bi 6 ly thôi nè, anh em nhìn thấy không, có hai màu, màu trắng và màu đen, nhưng mà trắng thì về được có một hai con, thì còn nhiều đen hết, về chưa tới 10 con nữa. Thì mình chia lại chứ thật sự nha, bây giờ mình lấy hàng không có nữa, biên biết là nó đóng hết rồi, giờ lại không có nhập được. Mình chia để anh em nào hôm hỏi thì nhớ nhắn tin lại cho mình nha. Số điện thoại của Tiến để góc trái màn hình 0706 222 435. Thì lưu ý nè, bên shop Tiến chỉ bán chuyển khoản hết nha. Mình nhận đủ tiền rồi mình mới gửi hàng. Đấy, con 7x3 bắn bằng đạn bi sắt CO2 nè. Cái buồng này là cái buồng mình để mình gắn CO2. CO2 mình lắp vào. Bắn CO2. Thì cái bản này là bản màu đen. Sao gáp vô không được vậy ta. Anh em nhớ nhẹ nhẹ nha. Tại cái con ở dưới này nó có một cái như một cái ngàm á, mình làm mạnh tay với nó gãy cái ngàm, nó cong nó lại lung lơ cái súng của mình nữa. Đó. Có đúng cái chiều là mình cái khớp nó mình lắp vô. Thì nó cũng có khóa an toàn đồ đầy đủ hết. Anh em nào cũng xem lại những cái clip mà mình review nhiều về cái con hàng bi sắt 7x3 này rồi thì mình xem lại giúp mình nha. Hôm nay mình làm cái clip mình còn mình chia được mấy con, mình quay mình giới thiệu với anh em 7x3 bi sắt nè, bản màu trắng. Thì anh em nào lấy hàng thì cứ gọi điện cho mình nha. Còn mấy con chắc cái đợt này thì còn lâu lắm hàng bi sắt này mới về được, dịch này không có về hàng được anh em, khó khăn. Còn nhiều đây mình hốt hết. Mình chia về được mấy con, còn được mấy con M1911, có về được hai con M1. Đây M1 nè, đó, về hai con cũng hết luôn rồi. Giá M1 thì 6 triệu, còn 7x3 là 7 triệu rưỡi nha. Anh em mua hàng cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến 0706 222 435 nha. Rồi, mình xin chào và tạm biệt.